Chuẩn bị về nước. Chuẩn bị về nước rồi. Và 2 ngày nữa bay. Bây giờ mình sẽ nhậu thôi. Nhậu cho quên buồn. Gà xé phai là mình lấy dao mình cắt thôi. Quá chín luôn. Đó, dứt. Rồi, banh nó. Đó. Ừ. Bạo lực quá, bạo lực quá. Trời, tao giơ tay luôn á. Miếng rồi, thử miếng rồi. Miếng nào đây? Uống xong chưa? Chơi miếng này đi. Không có nghịch, không được, chứ chặt. Đó. Đó, kẹp tay nữa, để làm cái kia kẹp tay nữa. Ừ. Ủa, cái này cắt nhanh nhỏ. Ê, không nó còn... Ngon quá. Ây à, lấy dùng cho làm rớt bể nó đạp lên tí vào luôn. Ừ. Lấy cửa nó còn. Được chưa? Vô. 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 Không ăn bia không đủ. Đủ rồi. Chờ mắt chờ ba ngày hết. Ừ. Vô thì bạn đứng nấu cháo xin lấy con ra sao? Ô. Ừ. Ngon quá. Nó có cuộn giấy không? Để đi vô lấy đi. Để lấy cho, có. Phát nó đi gì rồi? Ngon đi. Ngon luôn. Không, sẽ ăn ngon hơn là chặt hơn. Gà luộc lên xé. Ăn con đâu? Gà bên nhà bà Mai. Vô nhà thôi. Nói trời. Ba hả? Ba ăn đi con. Tâm ăn gà rồi Tâm. Ăn miếng cho vui. Qua đã, qua đã. Hả? Qua đã, qua đã. Bên ăn bên. Ăn đi Tâm, ăn miếng cho vui Tâm. Có, bây giờ đá uống bia đâu rồi, đá cục nữa đâu. Hay thời đại 2.4.0 rồi, thôi à. Mà bây giờ ông mới bán. Xưa đó cay chặt cái mẹ luôn. Giờ là uống đá bia. Vô. Vô. Cháo lòng, lỏng lỏng hấp. Cháo lòng, cháo gà nè, ấm lòng chiến sĩ nè. Bỏ ly vô đây. Để cho nó lạnh mà. Lấy mồi chứ. Dạ mà. Thử đi, anh nấu thử ngon ngon không? Mẹ. Thử đi. Ngon chứ. Thử đi. Rồi nó giỡn rồi. Đầu bếp mà. Đó, lấy ghế tròn á. Tâm sự của một người sắp về Mỹ như thế nào? Người ta đang dựng tấm lớn mà quay cái gì? Tâm sự là như thế nào ta? Bình thường thôi. Bình thường thôi không? Có phải lần đầu tiên đâu. Em lần đầu tiên về em hồi học. Anh hai nấu cháo ngon kìa anh. Bình thường đấy mà. Nó không có lấy đâu. Lấy cái tô hút miếng. Ngon bên này. Tí cái đầu gà sao tí? Đúng rồi. Gì vậy bà? Gan. Gan cặc heo với lại lưỡi heo. Gan cặc heo lưỡi heo. Nó chín gì bạn? Chín rồi mà. Bỏ đây anh hai. Sợ giờ mình ăn không? Thôi. Để ăn cháo gà không được bỏ vô nó bay mùi hết rồi. Thôi bỏ vô. Ai ăn thì trúng. Đánh nhau. Dưỡng thích hai cái chân gà của mình. Ừ, hai chân gà. Nhỏ chứ, cái dần lẫy thôi. Dễ hả? Ừ. Đây. Bao nhiêu? Không, tụi em thấy hơi biết để lên đá mà đụng lên nó vẫn. Đúng tôi luôn á. Vô.
Được ạ. Cho tâm. Cháu hết á. Dũng có một cái hả? Dạ. Hai con đi khám bệnh lên quà. Con già chạy về rồi già đóng lạnh. Nó nói mấy bữa lên nó ngày mới. Ngày mới. Dạ, mà xế xế. Bữa nay lên là vô là bốc số vô khám liền, không ăn nó không dám vô. Đi về nó nói chuyện tôi chiều. Vậy. Chuẩn bị cho con. Nó vô ba. Xong cái ông Cường nó về rồi. Cái thằng lại nó hỏi nhiều. Cái thằng nhỏ nó đang dọn dẹp ở trong đó nó đứng lắng tai nghe nó chạy ra nó nói về được không? Cái con nếu về không được thì sao? Nói cái sớm nó mới vừa về là con biết nó rồi, nó tư đối rồi. Nó nói nếu muốn cần không? À, tôi hỏi vậy chứ nếu mà giờ đang học bây giờ còn có chỗ đó mà hiện giờ ảnh đang hậu báo đen đó ba. Giờ ba già ông bán rồi, bán con gì? Còn cái đó nghỉ làm rồi mua bán nhà đất. Cái đó. Cái đó nhớ rồi nói xương nè đó. sau 30 phút cậu, 30 phút cậu cháu không rồi. Sau 30 phút nữa nó còn lại cái bộ khung không khoảng giá 7 triệu mét bạn tí nó ăn á, nó mua con gà ở lô siêu thị Lotte con gà 70 ngàn. Đây là một huyền thoại dứt. Đây má bao nhiêu tuổi rồi má? 70 tuổi. Buông tắt máy. Đây là tay này 70 tuổi. Xe này chiếc Sibo nè. Đó. Tay đạp máy rồi tí. Rồi má. Rồi, lên. Đây được chẻ ra ngoài tí. Tí, mày phải chẻ ra ngoài chứ. Hỏi phá vô kêu cô Hà ra coi. Đơ vui hỏi người lên gì tắt rồi. Bà ngoại 70 tuổi chở cháu 30 tuổi. Gác gác chưa gác chưa đào gác rồi gửi ơi má đừng vâng gác ôi tôi chạy chào quá vậy trời ơi gác chưa quá dữ rồi mình đã nghe được tiếng vô rồi càng quá ôi mấy cái đồ quỷ này thì thôi rồi ơi quá mấy đồ quỷ thì thôi rồi chết chưa mày già chết quá gác rồi tí rồi cảm giác sao má gấu quá gấu chạy mà quá ghê mặt đỏ đi. Nhiều mili bê. Một thùng chưa còn mấy lon nữa mà. Năm lon. Vậy uống đâu nhiều đâu. Uống không có nhiều luôn á. Không nhiều lúc máu nó sạch quá đó. Nhiều lúc máu sạch quá.
Thôi video mình cũng kết thúc tại đây nha các bạn. Mong rằng mấy bạn sẽ đăng ký channel của mình. Thank you mấy bạn nhiều.